Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em có lên một cái clip để giao lưu với cả nhà một cái số cây mai bonsai mini ha. Thì cái giá cũng rất là dễ chịu cho cả nhà mình luôn. Thì những cây này thì được em ghép cây giảo bạch kim nha. Thì lúc này em chưa có chỉnh phơm tàn lại, cả nhà mình nhìn đem về chỉnh sơ lại ha. Thì lối thẳng sau mình chỉnh để hồi lúc này chỉnh nó làm nụ sớm thì nó sẽ bị nở sớm. Thì những cái cây tàn tốt xung xuê như thế này nè. Thì em giao lưu với cả nhà mình là giá là 450.000 đồng một cây là giá đồng giá luôn, cả nhà mình chọn cây nào chọn ha. Chỉ duy nhất cây này có cây mai giảo Thủ Đức gốc rất là đẹp, thì cái giá nó khác thôi, tại cái này em mua giá rất là cao. Thì trước tiên em vào cây số 1 ha. Thì cây số 1 cây giảo Thủ Đức này thì em giao lưu với cả nhà mình với cái giá là 900.000, em bao phí ship cả nhà mình ha. Cái cục nè cả nhà. Thì cả nhà mình độ giùm em nha. Cây nó nhỏ đo hoành mắt ống này hoành 11 12 thôi. Còn cái cũ nó rất là dễ thương ha. Thì cây này là 900.000 bao phí ship cả nhà mình nè. Thì này thì Tết chơi bông thoải mái nha, cái cốt ghép nằm dưới này nha, chứ không phải là ở trên nha, nó già dữ lắm à. Thì những cái hàng này thì bông thì cả nhà mình khỏi chê, cây già mùa mà, cây đang rất là mạnh, rất là sung nha, đi đọt cầm mầm mà. Có điều hôm nay hôm đó này bỏ trong cái gốc nên lá nó bị cháy. Đây cũ rất là đẹp ha, cây số 1 thì 900.000, còn tất cả các cây còn lại là 450.000 đồng một cây. Thì nó là ghép giảo bạch kim. Giảo bạch kim thì cái lá nó như thế này ha. Và khi chúng ta mới đun nó lên cái lá đỏ rất đẹp ha. Đây, cây mã số 2. Số 2 450. Thì cây nào cũng 450. Thì cả nhà mình thích cây nào thì lấy cây đó. Đây, gốc rồi. Cây mã số 3. Thì cả nhà mình lấy một cặp thôi thì em bớt nữa ha. Một cặp thì em để 850 thôi. Thì em bớt 50.000. Cả nhà mình cứ chọn ha. Cây mã số 3. Đấy. Cây mã số 4. Thì khi em gửi là gửi luôn cái chậu nha cả nhà, không có chừa cái chậu là. Mã số 4 cũng 450 ha. Thì cây này thì mình đánh một cành ga, dựng cái ngọn lên là nhìn ok ha, tàn ẩm hỉnh nè. Cả nhà mình quay bên trên xuống ha. Tàn tốt xung xuê lắm. Mùa này thì mình chưa có sữa đâu, vô dây xì sữa thì nó đẹp rồi đó, nhưng mà có điều nó làm nụ sớm là nó sẽ bị nở sớm này. Cái cây này quá khứ cái tàn luôn, cây mã số 5 cả nhà. Cây này 450 thì hết ý cả nhà mình. Đây nè, quá trời cái tàn chưa, đế đẹp nữa nha, 450. Cái này lúc trước em quay bán cả triệu mà. Tại này dòng này lúc trước cả triệu một bo cả nhà, cả triệu một bo đó. Cái lá của nó thì nó lên vậy nè, còn cái hoa màu vàng nha nha, cái nhà mình lưu ý nha, cái hoa màu vàng chứ không phải màu màu trắng nha, để thấy nó cẩm thạch thì như hoa màu vàng. Rồi, cây mã số 6 nè, cây mã số 6 thì cái tàn thì đừng có nói tới, cả nhà mình mua về lấy bo chơi Tết thì đủ kiểu luôn, chột dài 5 tấc. Đây, cây mã số 6. Rồi, cái cây mã số 7. Số 7 cây rất là duyên dáng ha, rồng rêu này lên xanh cây hết rồi. Cây mã số 7. Cây mã số 8. Đế rất là đẹp nè. 450 một cây thôi. Cả nhà mình lấy 2 cây thì em bớt, 3 cây cũng bớt, 4 cây cũng bớt, mỗi cây bớt 50. Đấy. À, cây mã số 8 ha. Rồi, cây mã số 9. Cây mã số 9 đẹp nè cả nhà. Tàn túa nè nha. Thì mấy cái này về cả nhà mình cứ dựng đọt chỉnh lại là cái tàn nó kín mít à. Chứ tại lúc này thì mùa này thì em chưa sửa được, sửa vô thì nó sẽ bị làm nụ sớm. Đây, quay sơ lại cho cả nhà mình cùng xem ha. Thì tất cả các cây đều 450. Có cây đầu tiên này thì cái giá nó hơi cao thì giảo Thủ Đức, tại vì cái gốc phôi không lúc đó em mua cũng giá cũng cao rồi ha. Để vô cái phòng cho cả nhà mình xem, nhìn cho hấp dẫn ha. 900.000. Rồi thôi, em xin kết thúc cái clip tại đây nha. Rất mong được sự ủng hộ của cả nhà. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe nha. Chào tạm biệt cả nhà.